Chào các bạn. Xin mời Yến trao tay lờ. Hello các bạn. Đặc biệt là các bạn mà đã tham gia tập đàn với Taylor. Xin chào các bạn, năm mới. Rồi, hôm nay Yến Châu Taylor, cô giáo dạy guitar đã đến nhà Tám chơi và không ngoại lệ là vẫn cầm cây guitar trên tay. Mà tính đờn bà gì mà bà cầm cái guitar trên tay vậy? Hả? Bây giờ hát đi. Đúng rồi. Hát cái gì mà hát? Bây giờ mở. Bây giờ tôi phải phỏng vấn bà. Tại vì hôm bữa giờ ở trên kênh Canh Thơ Music á, là toàn á là thấy bà ngồi bà dạy cho học trò đàn không à, đúng không? Mà không có nói chuyện, không phỏng vấn, không có tâm tình gì với khán giả hết á. Bây giờ là một cái chương trình này là không biết giờ quan trọng, bây giờ bà cứ ngồi bà cầm cái đờn đó đi, tôi hỏi gì bà nói nấy, đúng không? Dạ. Yeah. Dạ, dồi, cô giáo ngoan ghê. Thì các bạn nào mà chưa có biết á, thì Tám cũng giới thiệu luôn là Yến Châu là có biệt danh là Taylor. Là trên cái kênh Camden Music á, là Tám mấy cả tháng nay hả? Hơn tháng chưa ta? Trước Tết tới giờ. Trước Tết tới giờ là Tám post một loạt những cái clip mà Taylor dạy cho mọi người đàn guitar. Cái clip đầu tiên cho tới cái clip ngày hôm qua mới post là số 18 đúng không? Trời, đúng số 18 luôn. Lại là số 8 nữa bà Linh. Ghê không? Ghê. Quá ghê. Trời, đúng 18 clip là mới gặp Taylor Yến Châu là phỏng vấn nè. Thì trong 18 clip đó thì Yến Châu đã góp nhặt được cái gì trong cái những cái người học trò của Yến Châu, có cái gì vui buồn, có ai gọi điện thoại hoặc là có cái gì vui buồn trong từ cái lúc mà từ cái clip thứ 1 cho tới clip thứ 18. Xin mời Yến Châu Taylor. Xin chào các bạn. Thì vừa rồi là sau là khoảng chừng 17 18 clip mà Taylor hướng dẫn các bạn tập đàn guitar đó trên cái kênh Camther Music, thì Taylor cảm thấy là rất là vui vì được hướng dẫn các bạn tập đàn. Đây là cách làm Taylor hướng dẫn từ đầu, có nghĩa là từ các bạn từ chưa biết gì bắt đầu mình tập lên. Đó, thì qua những cái buổi mà Taylor hướng dẫn đó thì cũng có rất nhiều bạn, ví dụ cũng có ý kiến này như thế này thế nọ. Rồi người thì nói là đau tay quá, làm sao mà để cho khỏi đau tay. Người thì nói là đau chân quá, mà không biết có đánh đờn bằng chân không mà nói đau chân, thì Taylor cũng không biết trả lời sao luôn đó. Chắc chọc bà gì, chọc cô giáo cùng học trò. Công nhật học trò quậy quá, dám chọc cô giáo đánh đàn mà kêu đau chân. Thì trong đó thì Taylor thấy là một số bạn cũng rất là siêng tập, và rất là nhiều bạn là như là nhắn Facebook cho Taylor và nói làm Taylor rất là happy. Là nói là ngày nào cũng mở clip ra tập, coi như là những cái clip mà khi kênh Camther Music post lên á thì là nhận liền và đi tập liền. Hay là cũng không biết là đó là nói cho hay là vui lòng hay là sự thật. Chắc nhưng mà chứ ai đâu, nhưng mà không ai nói. Rất là vui, là rất là cảm ơn các bạn đã coi như là ủng hộ hay là theo cái cách đó. Rồi giờ cũng có một số anh nữa, một số anh thì nói là không tập nhưng mà cứ nhìn thích nụ cười của Taylor, thì Taylor thấy ngại ghê, không biết là nói thiệt hay là mà đánh đàn sao mà cũng mừng. Thôi mà có người có mấy anh vậy thì Taylor cũng thấy vui lắm. Thì cũng có mấy người ta nhắn tin cho Tám là hỏi số điện thoại của Yến Châu. Rồi. Của Taylor đó. Nói đến phần đó là cũng là rất là nhiều là các gọi là các gì ta, các bạn á học thì học YouTube thì cũng được, và có một số bạn hay các anh chị cũng lớn tuổi có và nhỏ tuổi cũng có là tập thì gọi qua Camther và gọi nhắn tin cho Taylor để nói là muốn tập
online, coi như là Taylor đang hướng dẫn là hướng dẫn trên YouTube cũng là online nhưng mà là trên YouTube, có nghĩa là không phải là một gọi là một đối một đi. Còn theo như thí dụ như nhắn qua Canh Thơ đó thì muốn là Taylor hướng dẫn online, có nghĩa là khi mà hai người gọi phone FaceTime hay là Viber gì đó thì thay là hướng dẫn trực tiếp luôn. Những bạn hay có những chị rất là lớn tuổi cũng đang học với thay là coi như là qua Cam Thơ vậy đó. Thì alo đi chung. Rồi xong gọi ha. Đang nói tới đâu rồi chứ? Rồi nói tiếp tục ha. Tức là những người lớn tuổi, đúng, những người lớn tuổi cũng đã tham gia, tại vì theo YouTube thì nói là vẫn học được nhưng mà thì người lớn tuổi thì nó sẽ hơi khó khăn hơn. Cho là người ta muốn mặt đối mặt hả? Đúng rồi, nó mặt phải tham luôn, dễ hơn. Đó thì Taylor cũng đã tập cho rất nhiều chị như vậy, là họ gọi là học online trực tiếp luôn. Rồi có những bạn trẻ luôn. Thì nhiều khi có những bạn trẻ cũng là nhiều khi nói tiếng Việt cũng còn không rành nữa. Đó thì đúng rồi, có những bạn nói tiếng Việt không có rành, nhưng mà thì trong cái mình vẫn nói chuyện, vẫn hướng dẫn thì vẫn là hiểu nhau và có tập cũng rất là tốt. Đó là những cái rất là vui trong cái năm vừa qua, trong cái tháng như là từ cái lúc mà post cái trên kênh thân đúng viết rồi. Đó, những cái bài tập lên là coi như là bà nhìn đi. Từ cái lúc mà bà post cái clip của bà là tôi không post một cái gì chèn vô giữa hết nè, thấy không? Là cái là cùng học guitar với Taylor là từ 1 cho tới nó liền luôn tới 18 luôn. Không có post một cái gì khác ngoài cái học guitar hết á, để cho mọi người dễ tìm á, dễ theo dõi, nó liên tục luôn. Rồi chứ không có post chèn vô để dành riêng cho Taylor cái chương trình này nó liên tục tới số 18. Thì có thể là qua số 18, 19, 20 gì đó thì Tám sẽ có tiếp tục Tám post cái những cái bài hát của Tám lên trên này. Rồi bây giờ mình quay ngược lại nha. Quay ngược lại là bắt đầu clip số 1. Bắt đầu clip số 1 nè. Là hợp âm la thứ. Đó. Điệu van. Đó là clip số 1 này thấy không? Đúng rồi. Đó bây giờ điệu van. Đánh như điệu van đi, rồi bà Tám hát một câu, một cái gì nhỏ nhỏ, một khúc khoảng 2-3 câu cho mọi người quay lại cái clip này nha. Đây là điệu van. Đó. Có nhịp là 3-4 nha các bạn. Em không mơ hoang kiếp sống trên cùng hằng, em không diễm phúc trên thiên đàng, làm sao em nói cho hết những ân tình, ước mơ khiêm nhường có anh bên mình. Rồi đó là cái điệu van, là cái clip số 1 là Yến Châu Taylor có chỉ các bạn. Nhiều cái bạn tập đàn á với thầy L nói là thì khi mình nói tập á, cái cách mà cầm cây đờn á, tay trái cầm như thế nào, thì những cái bạn đó lại nói rất là làm mình rất là thấy vui rồi nè. Có nghe thầy L nói rồi, cái tay á phải choàng qua cây đàn như choàng qua người yêu. Là mình rất là happy vì có nghĩa là các bạn nghe và cũng các bạn cũng có nhớ những cái lời của Taylor hướng dẫn dạy, đó thì chỉ dẫn rất là cảm ơn các bạn. Rồi cái clip số 2 là cũng là điệu van nhưng mà là hợp âm rê thứ, cái bài Nhỏ ơi cũng là van nè. Gì quên rồi. Lần đầu ta hỏi nhỏ trong nắng chiều bay bay. Rồi cái bài này mấy ông bản quyền dữ lắm, thôi bỏ qua đi. Bài này mà hở chút xíu là bị bản quyền, cho nên thôi mình đang nói chuyện mình không có muốn vô bản quyền. Thì đó là cái clip số 1, cái clip số 2 là cũng là điệu van luôn đúng không? Thì bây giờ mình chuyển qua cái clip số 3 đi ha. Số 3 là điệu gì?
cũng điệu van luôn. Đúng rồi. Coi như là 1 2 3 là điệu van nha, là cái bài tình giấy đó rồi. Là trong đó là trong cái điệu van mình có học cái hợp âm chữ y, đó là mi trưởng. Mi trưởng. Còn hồi nãy cũng điệu van nhưng mà la là la thứ am và một cái bài điệu van nữa vừa rồi là hợp âm đi em rê thứ. Và cái clip số 4 cũng là điệu van nhưng mà cái hợp âm đô trưởng, là nói chung là từ cái 1 cái tới số 4 là nó cùng một điệu nhưng mà Taylor chỉ cho mọi người bấm cái hợp âm. Mỗi bài là một hợp âm khác nhau. Mới bắt đầu học từng hợp âm xong bắt đầu người ta mới ráp vô thành một cái bài hát là như vậy. Ha, cái clip số 4 xong rồi mình tới cái clip số 5 cũng là điệu van nhưng mà đường xưa. Clip số 5 là cũng vẫn là điệu van nhưng mà hợp âm son trưởng. Là cái đường gì? Đường xưa nè. Bước trên đường về em nhớ anh vô bờ, những câu hẹn thề ta vốn sai, những chưa hề na, ta nói bằng tiếng thơ mong chờ. Là cái bài đường xưa là bài đó là Taylor dạy cho các bạn cái bài này. Tấm hát sơ qua cho các bạn mường tượng được cái bài đường xưa là cái bài nó hát làm sao. Tại nhiều lúc mình nghe đường xưa, ủa đường xưa tưởng nó hát làm sao ta, thì là hát vậy, là tấm muốn cũng hát vậy cho rất các bạn là nghe. Nhiều người thích bài này á, là nói là lúc mà khi tôi hướng dẫn á, là đấy lúc mà post mấy bài này lên đấy, dạy lại cho bạn đó đó, mấy bạn đó cái bài đường xưa đi, cái bạn đó rất là yêu thích đó. Thì đó, thì mình phải học cái cách bấm hợp âm trước thì mình mới bấm được những cái bài hát chứ mới đầu vô đòi đánh bài hát liền đâu được, đúng không? Học phải học từ từ lên, cái gì cũng phải từ từ. Không có được hấp hối, cái gì cũng phải có cái căn bản. Xong mình bấm được cái này xong mình chuyển qua cái kia thì nó dễ hơn. Chứ mình mà đùng cái mình đi lên trên cao mà không có được. Mình phải từ từ từng dưới mình đi lên ha. Rồi bây giờ tới cái clip số 6. Để coi là ôm lại coi là cái clip số 6 là bài gì. Là hợp âm pha trưởng điệu slow rock, bắt đầu chuyển qua điệu slow rock rồi nè. Chữ F pha trưởng. Đó chữ nó bắt đầu là gam hợp chữ âm là F. Pha trưởng là chữ F, là mình đánh qua điệu slow rock. Slow rock nó khác cái slow mùi. Đó, bây giờ slow rock nè. Là slow rock là 1 2 3 4 5 6 1. Taylor chỉ rất là dễ hiểu. Là cái bài phút cuối nè. Chỉ còn gần anh một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người đem cánh chim về vui với đời, bao giờ mới được gần nhau. Này là hát tắt luôn á. Hát này là hát tắt cho các bạn mường tượng được cái bài hát thôi nha. Là trong cái clip thứ 6 là Yến Châu Taylor hướng dẫn cho các bạn điều slow rock với bài Phố Phút Cuối. Đó, bây giờ mình bắt đầu qua clip số 7. Cùng học guitar với Taylor điệu slow rock luôn với bài Lâu Đài Tình Ái nha, là clip số 7 cũng slow rock luôn. Nhưng mà slow rock thường tôi thấy người ta đánh hơi nhanh, đúng không? Cái này là đang hướng dẫn là cách rải. Còn có một cái cách nhồi nữa, tức là ví dụ như cái có thể là đoạn điệp khúc thường thường vậy đó thì mình sẽ không đánh từng giây, nhưng mà mình sẽ nhồi lên cho nó sung. Đó rồi. Mình sẽ nhồi lên. Nhưng mà cái này cũng hơi khó, phải từ tập từ từ. Bây giờ mình tập là cái rải, này tập rải từng, trước từng, xong rồi từ từ mới dần quỳ sau. Vô nơi với đầu không có nhồi liền được, phải gành cái điệu rồi xong rồi mình mới nhồi nha, đừng có vô đòi nhồi liền có được đâu.
Rồi, lâu đài tình ái là em ơi lâu đài tình ái thơ, sống trong ánh kinh cầu thơ. Tụt lời. Xin lỗi nha các bạn, có bao giờ hát mấy bài này đâu, thì chỉ biết mấy bài đó. Anh sẽ vì em làm cha của bé. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi, là cái bài đó là bài Lâu đài tình ái, là trong cái clip số 7 là Yến Châu có hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ mình qua cái clip số 8. Cái clip số 8 là cái clip cũng là xì lô gốc luôn đúng không? Bài Chờ đông cũng là điệu xì lô gốc luôn, nhưng mà với hợp âm là rê trưởng, là chữ đi. Đúng rồi, chữ đi. Bài đó làm sao ta? Bài đó hát sao bà? Chờ đông. À, bài Chờ đông là cái bài là em ơi có phải ngoài trời đang mưa, em ơi có phải trời đã sang đông. Ủa đang mưa sao đang sang đông ta? Mùa đông giá băng anh đang biết tại tìm. Sao không? Tại cái đó là cái giống như là bài đó là nói về tình yêu. Có nghĩa là tự nhiên chợt nắng chợt mưa chợt đông và chợt hè, là chỉ có trong tình yêu nó mới thế thôi. Có lúc nắng có lúc mưa vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Đang nắng lại mưa. Trời ơi, là đó là cái bài Chờ đông, là cái bài đó nha các bạn. Cái này không phải clip mà để Tấm hát, mà Tấm chỉ là nói cho các bạn biết à cái bài đó là bài gì thôi. Đó, rồi ok, tiếp theo. Cái clip số 9. Điệu Bolero. Wow. Clip số 9 là cái clip Yến Châu hướng dẫn các bạn đánh điệu Bolero. Bài Ngày đó. Của Ngày đó hát sao? Ngày đó trên chiếc cầu. Trên chiếc cầu. Anh biết không hả? Trời hết hồn. Điệu Bolero là rất là thích hợp, là rất là nhiều bạn yêu thích nha các bạn. Tôi chưa có biết đánh điệu Bolero. Là cái điệu này là thường thường là ví dụ như ê bà lấy giùm tôi cái đờn của tôi đi, tôi thử tôi đánh điệu Bolero coi tôi biết đánh không. Tôi có biết bánh điệu Bolero. Đó giờ bây giờ đánh điệu Bolero đâu các bạn. Ủa trời ơi sao lạc bắt đi. Ừ lạc nhắc. Ừ lạc nhắc gì trời. Ờ lâu quá đánh đánh bây giờ lạc nhắc à. Thôi cô giáo cho vô cất. Ơ quên lên cất cái đờn này luôn đi, ơ mất công chỉnh quá. Để mượn cái đờn này đánh bị lơ 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 coi. Công nhận Linh thấy không, professional hết sức luôn, cầm lên cái đờn rồi đánh là như là hả. Giống nghề đó. Hay Châu hát. Trời ơi, cái điệu Bolero đánh vậy đúng không? Đúng rồi. Không, cái đánh cái kiểu của tôi á, tôi không biết nữa, tôi không biết tôi đánh, tôi đánh đại à. Nghe nghe sao mình đánh đại? Giống như là mình đã có cái căn bản rồi, cho nên mình cái nhịp trong đầu mình á, cái mình cái chế mình đánh đại à, chứ mình không có học trường lớp gì đâu. Các bạn sướng bằng được thay lời dạy, tám qua dạy tám chân tám đánh đại nè. Rồi Yến Châu hát đi. Hai ba. Và hai ba cái. Rồi hai ba. Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ con, một chiếc áo dài
hát có tập đâu đó. Đúng rồi, lần đầu tiên đánh rồi. Đánh cái điệu này đó, nhưng mà nó hơi lậm cậm chút thiếu à. Ngày đó trên chiếc cầu em nhớ không, một anh là như vậy đó, tại lâu lâu ngứa ngứa tay bấm đại chơi vậy mà. Rồi. Tức là trong cái mấy clip này á, làm khi có khi á thay là hát những cái tông có khi là bị cao hơn hoặc có, bị thấp có, hơn. Biết. Rồi. Có thay là có nói mấy lần. Tại vì cái gam mà cho mọi người đánh dễ á, là cái gam buông này nè, thì đâu phải là giọng ai cũng đúng với cái tông đó. Thì chọn cái tông mà cho dễ đánh đờn á, thì mình hát thì không đúng với giọng của mình, thì có khi cao quá thay lờ hát mẫu thôi cho các bạn, cho nên là các bạn đừng có để ý tới cái giọng hát của thay lờ, các bạn chỉ để ý cái đờn cái tay của thay lờ thôi ha. Tôi có thấy mà, tôi đúng có rồi. Coi tôi biết. Tại vì cái, với lại nhưng mà thay lờ cô giáo mà hát vậy là quá hay rồi, mà hát cái tông không phải của mình mà hát cao cũng tới luôn, thấp cũng tới luôn. Vậy là cũng hay rồi, gặp tôi là tôi khỏi hát được luôn á. Các bài đó đó là khi mà search trên mạng á là nó bằng tông với nó bằng tông luôn, thay là hướng dẫn nên các bạn rất là dễ tập. Cái như search có cái bài cứ để trước mặt rồi thì là nói gì các bạn cứ đánh theo cái bài đó luôn, là có sẵn luôn, rất là dễ. Rồi bây giờ mình qua cái clip số 9. Clip số 9 là hợp âm la trưởng điệu bolero. Đừng xa em đêm nay, ba má em đã ngủ say. Đừng tha em đêm nay. Đó là bài gì các bạn biết không? Chắc các bạn ai cũng biết bài này rồi, nhưng mà sẵn tấm cũng hát qua cái bài này chứ các bạn biết cũng là bolero luôn nha. Đừng tha em đêm nay khi má em đang ngủ say. Đừng tha em đêm nay đêm rất dài. Rồi, là cái bài đó nha, đừng tha em đêm nay nha các bạn. Là Taylor có hướng dẫn các bạn trong clip số 10, cũng là điệu bolero. Bây giờ mình qua cái clip số 11. Đây, clip số 11 là hợp âm mi thứ là, cũng là điệu bolero, là chữ y em. Đúng rồi, là chữ e e m. Tám edit Tám sẽ ghi cái chữ đó lên trên cái màn hình cho các bạn mường tượng được cái mi thứ là nó viết như thế nào đó. Mình coi riết mình cũng phải nhớ thôi ha. Là bài Cánh Thiệp Đầu Xuân, cái này lúc đó là vô mùa, gần mùa xuân rồi đó. Vô mùa xuân á. Bây giờ cái xong cái có cái bài Cánh Thiệp Đầu Xuân nè, là cái bài hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không. Đó là bài đó nha, bài Cánh Thiệp Đầu Xuân. Thì các bạn nào mà học từ đầu cho tới bây giờ là bắt đầu đánh được cái bài Cánh Thiệp Đầu Xuân, xong các bạn tập làm sao cho nó nghiễn nguyên năm nay luôn, năm tới năm sau đánh tết cái bồ quen với nhỏ bồ hay là thằng bồ nào đó quánh cho nó sợ chơi, thấy không, nó sợ liền. Ủa nguyên năm ngoái, ủa nhớ thằng này nó đâu biết đánh đờn, sao tự nhiên năm nay nó đánh đờn được. Cái xong cái nếu mà con trai thì nói nè, vì em mà anh học đánh đàn trong một năm để đàn tặng cho em bài hát này, cả một trái tim, một cái tâm huyết, cả một cái sự nỗ lực cố gắng của anh, đó là một tình yêu lớn mạnh mà anh dành cho em. Trời ơi, ghê chuyện hồi đó của bà hả? Ủa cái gì đâu mà học đời mà làm cái gớm vậy. Rồi bây giờ mình qua cái đến cái clip số 12. Clip số 12 là hợp âm mi 7 cũng là điệu bolero, là cái bài Buồn Làm Chi Em Ơi. Cái bài này Tám không có rành lắm á, bài này là nổi tiếng lắm á mà Tám lại không có rành. Thôi Châu hát đi. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai tàn.
cái bài đó nổi tiếng lắm. Cái bài đó là nó cùng thời với cái bài Hoa Nở Không Màu á, mà Tấm lại thuộc cái bài Hoa Nở Không Màu, mà cái bài này Tấm lại không thuộc, tại vì nó không có đúng vô cái sở trường Tấm, nhưng Tấm không có để ý là nó không dám hát. Rồi là đó là cái clip số 12 nha các bạn. Bây giờ qua cái clip số 13. Số 13 là gì đây Châu? Hợp âm La 7 là A7, là chữ A và chữ 7 các bạn thấy trên màn hình đó nha. Và điệu Boston. Và điệu Boston là trong cái clip này là Taylor chỉ cho các bạn là bài Riêng Một Góc Trời. Riêng Một Góc Tình Yêu Như Nắng hả? Đúng rồi. Nắng đưa em về và đồng đứa đơ hả? Ờ, là cái bài riêng một góc giường đó các bạn. Đúng rồi, nó riêng góc giường. Riêng một góc giường là vô trong góc giường ngồi tập đờn nghe. Hát bài này nghe. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối trưa. Đó, cái bài này Tuấn Ngọc, ca sĩ Tuấn Ngọc là nổi tiếng bài này lắm. Hồi nhỏ tụi tao mê hát bài này, nhìn mê nghe mê cái anh ca sĩ Tuấn Ngọc hát bài này mê lắm. Bài này rất là chắc chắn là mọi người yêu nhạc thì đều biết bài này ha. Còn bạn nào mà chưa biết bài này thì vô bấm anh ca sĩ Tuấn Ngọc Riêng Một Góc Giường, âu lộn, Riêng Một Góc Trời, nghe hay lắm. Rồi xong, bây giờ mình chuyển qua clip số 14. Wow, 14 rồi ha, lẹ ghê. Cũng là điệu Boston, Niệm Khúc Cuối. Cái bài này cũng nhiều người biết lắm á, bài này nổi tiếng hồi thời xa xưa á. Cũng điệu Boston, buồn lắm nhưng mà rất là hay. Là hợp âm chữ F M là pha thứ. Là hợp âm này á thì người ta hay gọi là hợp âm chặn á. Hợp âm chặn, pha thứ không có buông được, pha thứ cũng phải chặn. Chặn là có nghĩa là khi mà mình dùng một ngón tay này các bạn, mình chặn lên 5-6 giây đúng rồi, trên một cái ngăn đàn thì gọi là hợp âm chặn. Hợp âm chặn. Bài Niệm Khúc Cuối hát sao quên rồi. Dù cho mưa. Dù cho mưa. Dù che mưa. Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây. Đó là bài Niệm Khúc Cuối nha các bạn. Bài này nhiều người thích rất lắm. Như ai mà thích hát bài này thì tập đàn do Taylor hướng dẫn là chắc chắn sẽ đàn được cái bài này tặng cho người yêu. Bài này nó, là ai đang có tình mình, yêu mình, đó xong cái mình đờn á, cái xong mình hát á, dù cho mưa tôi xin đưa em tới cuối cuộc đời. Trời ơi, xong cái người yêu của mình nghe cho vui cảm động quá, cái xong cái cầu hôn lấy luôn, hầu lấy luôn, xong về cái không hát cũng được không sao, lấy được rồi chú bậy nó chơi nha các bạn, đừng làm thiệt nha. Rồi, tới clip số 15. Số 15 là clip điệu anh pop. Đẹp trai đó. Wow, bây giờ mình chuyển qua điệu pop rồi. Bắt đầu đánh bài Hoa Cỏ Mùa Xuân. Này là con hoa rất mềm, nào là sương chiếu nặng, nào là hoa rất thơm. Này là sương chiếu nặng trên bông tầm xuân chiếu. Và em đã biết anh chiều qua, người em vẫn thấy khi nằm mơ. Người vừa hiền khô dễ thương, lại vừa đẹp trai nhất vùng, đến bên cùng hoa cỏ mùa xuân. Cái tông này tông nam là đánh cho nó dễ đờn á, thì phải đánh cái tông này nha các bạn. Rồi đừng để ý tới giọng hát của tôi. Rồi bây giờ tới cái clip số 16 là cũng là điệu pop luôn. Cánh Hồng Phai, bài này hay nè các bạn. Đó, điệu pop. Pop. Nàng như một đóa
bà đánh tâm của tôi hát đi. Cái điệu thôi, cái điệu thì các bạn nghe cái điệu, tại cái này là hướng dẫn cái điệu mà chứ đâu có hướng dẫn cái tâm đâu. Cho nên là đánh theo cái tâm của bà Tám đi, để bà Tám hát cho nó hay hay một chút. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, những nhớ thương nó em. Khiến như những hoa nhạt màu khi ta thương ta có nhau, những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa ta dưới chân ta là cả mùa xuân rơi theo môi tình. Ôi Linh hát luôn. Linh hát luôn các bạn. Đó, nói chung là sơ qua thôi để mà các bạn biết nắm được cái clip số 16. Clip này clip số mấy chờ tôi quên ghi. Clip số mấy tôi quên ghi rồi. Ok, áo màu hồng đúng không? Đây, cái clip này vừa rồi là clip số 16. Đó là bài Cánh Hồng Phai nha các bạn. Bây giờ qua cái clip số 17. Bây giờ qua cái clip số 17 cũng là điệu pop luôn. Và bài Và Tôi Cũng Yêu Em. Đó, bây giờ vậy nè. Taylor thì dạy hướng dẫn cho các bạn là bóp là gì? Bùm chắc bùm bùm chắc bùm chắc bùm bùm chắc. Đúng rồi. Đó, Taylor thì chỉ căn bản là như vậy. Nhưng mà lúc mà mình đánh mà mình rành rồi á thì mình đánh vậy nè. Đó, mình chặt á, mình chặt cái dây đờn, mình chặt cho nó đứt. Mình chặt cái là người ta rành á, người ta đánh ó, người ta đánh đã lắm, thấy cái tay người ta đánh đã lắm mà mình biết, không biết đánh, mình chỉ biết sơ, mình chỉ biết làm dài thôi. Đó, Tám có quay một clip Tám hát bài Cánh Hồng Phai ở trong cái YouTube là Tám Công Thơ nè, nhưng mà không biết nằm đâu nữa, nhưng mà Tám có đánh đờn mà hát bài này. À, lúc đó ông Lê Quang ông chưa có bị cắt cái chân, lúc đó ông dạy Tám đờn cái bài đó đúng không bà Linh, nhớ không? Chưa cắt bà ơi, lúc đó ông đang bị bệnh, ông chưa có cắt cái chân, ông là lúc đó chưa chưa bà lộn rồi, bà nhớ lộn rồi. Tôi nhớ mà lúc đó ông chưa có cắt cái chân là ông chỉ cho Tám đánh cái bài Cánh Hồng Phai, nó còn nằm trong YouTube bà Cám Âm Hớ, bà không coi vô nghe. Lúc đó là Tám đánh vậy nè, mà Tám đánh lúc đó tôi không có biết, tôi đánh đại à, nhưng mà cái tay của tôi nó hay rớt vô trong cái cục này nè, cái nó kêu cặp cặp cái thằng ta ngầu hay hả? Nó kêu vậy nè, nhưng mà Tám không thích vậy, nhưng mà Tám thích vậy nè, đánh làm sao mà cho nó chuyên nghiệp nó khác, còn mình đánh căn bản trước đi ha. Đó thì ý là Tám nói vậy á. Trả lại cho cô giáo. Và tôi cũng em nha. Là cái clip số 7 nè. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu anh, và tôi cũng yêu anh rộn ràng, yêu anh nồng nàn, yêu anh chứa chan. Và tôi cứ yêu em nghe nó dễ thương á, tự nhiên mình chuyển qua cái lời và tôi cũng yêu anh nha, hay gớm rồi. Bỏ ơi. Qua bài này nha các bạn. Bây giờ clip số 17 là Và Tôi Cũng Yêu Em nha. Bây giờ bắt đầu mình qua cái clip số 18 là clip cuối cùng rồi. 18 rồi là cái cuối cùng gần nhất. Không phải cuối cùng mà. Lộn. Cái clip này là cái clip mà sau khi mà post cái clip số 18 này là Tám với Yến Châu gặp nhau nè, là tiếp tục là sau cái clip này thì lại tiếp tục là 19, 20, 21, 22 gì đó.
chừng nào mới lên tới 1.000 á tôi chắc bà mới ngưng. Hy vọng là các bạn ủng hộ Taylor đó, thì Taylor sẽ làm nhiều clip nữa như là lời Cam Thơ nói, đến clip 1.000 đó là rất là Taylor rất là happy nếu mà được làm đến clip 1.000 rồi. Bây giờ là clip 18 là vẫn là điệu pop và bài hát là Nếu Em Được Lựa Chọn, đó là clip số 18 nha. Đó, cái điệu pop vẫn là bùng một lần nữa là cáo quá đi trời ơi. Trời ơi, bà chơi cho tôi cái tông cao dữ bà, tông mi tông pha gì đó. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ chọn lựa điều em ước mơ thì chưa đã đón anh như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối những đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến anh tình yêu trong em sẽ mãi. Rồi cuối cùng là cái clip 18, không phải cuối cùng nha, tiếp theo mà quên nó hoài, cuối cùng hoài. Sắp tới sẽ là sắp tới là điệu gì Châu? Điệu để nhớ xem, điệu sắp tới là điệu qua điệu slow shop dành cho các bản ballad, đó là điệu rất là dễ thương và rất là phổ biến. Điều gì? Điều ballad slow shop dành cho các bản ballad. Slow shop đúng rồi, dành cho các bản ballad. Nó lại dạng như em nó rất là hay. Nào thử chút xíu ơi. Đó là sắp tới là sẽ là bài Hoa Nở Không Màu, đó là cũng đánh vậy đó, dạng các bản ballad á, là dành cho các cái điệu slow shop đó, hay là bài Sợ Yêu nè, rồi bài Anh Thật Sự Ngu Ngốc. Là bài Em Sai, Em Không Sai, Chúng Ta Sai, đó là Anh Thật Sự Ngu Ngốc, Bảo Vệ Người Ấy Cũng Không Xong, đó là trời ơi, đúng với bài đó. thì đó, mọi người hãy ủng hộ cho một cô gái rất là đam mê dạy đàn mà không có tiền, không có coi như là dạy free luôn nha, rất là đam mê nha các bạn, thì tại sao chúng ta lại không ủng hộ cho Taylor Yến Châu nha, để Yến Châu Taylor có động lực để làm thêm tiếp những cái clip để mà mình để đời, còn cũng như là nói chung là mình để luôn á, trên đó là mình để luôn rồi, mình đâu có mất đi đâu. Nha, Tám có nhiệm vụ là boss, còn Taylor có nhiệm vụ là quay xong gửi cho Tám, xong rồi Tám boss lên đó, Tám edit lại sơ qua thôi rồi Tám boss lên, thì là như vậy. Rồi cũng tiếc là nếu mà mỗi cái clip mà nếu mà có Tám phụ hát một vài câu vài đoạn để cho thay là đờn thay gì thay là hát á, thì quá hay rồi, nhưng mà mình không có thời gian, thay lời thì rất là bận, không có rảnh, tại đi làm full time á, cũng đi làm suốt ngày tới chiều tối thì Taylor mới rảnh, thì bà rảnh giờ nào bà nhào vô bà chỉ hướng dẫn cách dạy đờn, như làm sao mà Tám rảnh mà để mà hai đứa mà có thể mà hợp lại làm chung được, khó lắm. Thì chỉ bây giờ chỉ có trước mắt là chỉ mà nhà ai hồn ai nấy giữ, là nhà ai nấy quay, xong rồi qua rồi gửi qua Tám, rồi Tám post lên cái kênh Cam Thơ Music của Tám để cho mọi người theo dõi thôi, chứ Taylor thì không có cái kênh, không có làm cái kênh, tại Taylor cũng có rằng với lại không có như là chưa có rành làm được hả? Nói chung là để cho những cái thao tác đó để cho Cam Thơ làm thì nó hay hơn. Dạ, yeah. Ừ, thì đó là theo lời của yêu cầu của Taylor là như vậy. Chứ Tám cũng có nói là Yến Châu làm cái kênh riêng đi, nhưng mà Yến Châu không có chịu.
Đó là như vậy nha các bạn. Thì trước mắt là như vậy đi, từ từ rồi khi nào mà cái chương trình nó phát triển như là nhiều người theo dõi á, thì sẽ có thể một ngày nào đó mình sẽ thay đổi gì đó cho nó khác chút, để cho mọi người đỡ nhầm chán ha các bạn ha. Nói vậy tôi không biết làm được không nữa, thì cứ nói là hình nói vậy đi. Thôi cảm ơn Taylor Yến Châu rất nhiều. Còn có gì nói nữa không? Thì Taylor cũng mong các bạn ủng hộ, Taylor ủng hộ kênh Camther Music để Taylor cái là tiếp sức động viên cho Taylor làm thêm những bài hay hơn nữa, tập nhiều cái điệu và những cái kỹ thuật cũng như những cái gọi là tên gọi là cái mẹo đó, để hướng dẫn đến các bạn để cho có cách đàn hay hơn. Và Taylor cũng rất muốn được sau những bài tập guitar, Taylor sẽ hướng dẫn thêm dạy cách tập đàn bass. Đó là cái mà rất là đam mê của Taylor. Nhưng mà những cái bài này mình phải có những cái căn bản. Thí dụ các bạn muốn học bass thì phải có những cái căn bản này, thì qua cái đó bass là giống như ông Lê Quang không đánh á các bạn. Đừng bass là đừng bass á, ở Việt Nam mình hay nói đừng bass là đừng mà ông Lê Quang không đánh á, ông hay đánh cho ca sĩ hát đó. Đó là thì lần đó đó. Nếu mà tập về theo cái đó thì có những kỹ thuật là rất là hay, các bạn nghe là rất là thích luôn đó. Nhưng mà mình phải từ từ và cũng phải nhờ sự ủng hộ của các bạn. Các bạn nếu các bạn cảm thấy hứng thú khác hăng say với tập đàn thì Taylor mới có động lực để mở tiếp những cái bài đó. Rồi vậy nha mọi người, nếu mà không không như là không có học hoặc là không có muốn học hoặc là không phải như là thì cứ vô coi thử đi, coi là như thế nào. Và nếu mà thấy bài đó nếu mà thấy hay thì ủng hộ Taylor hen. Và share các bài đó cho các bạn khác nào mà mình thích tập guitar đó thì share cho các bạn đó tập cùng. Ok rồi. Cảm ơn Taylor Yến Châu rất là nhiều. Lâu lâu qua đây mình tám với cô giáo một bữa chứ cứ rú rú ở nhà cứ quay clip vậy đờn quời đâu có được. Phải qua đi làm vài cái cho nó vui vui, mình ôm lại những cái clip cũ ha, để cho mọi người nhớ là ở Cali này, ở quận Cam này có một cô giáo tên là Taylor Yến Châu đang dạy guitar ở trên online YouTube Cam Thơ Music nhé. Rồi còn nói gì nữa không? Thôi vậy là rồi, cảm ơn các bạn rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip này của Yến Châu, Taylor và Tám. Hẹn gặp lại các bạn một cái clip sau cũng sẽ có mặt cô giáo Taylor Yến Châu tâm tình với mọi người trong cái thời gian mà dạy đờn ha. Rồi chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc. Bye bye. See you again. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.